Master Việt Nam đã chính thức đổ bộ vào Hà Nội với buổi casting đầy hoành tráng và chất lượng. Hơn 100 thí sinh tham dự cùng những vòng thi hấp dẫn để tìm kiếm các gương mặt nam thần đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Sự xuất hiện đặc biệt của trưởng ban giám khảo Hoa hậu Đàm Lưu Ly, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy cùng sư mẫu Hạ Vi đại diện cho khu vực miền Bắc. Sự tranh đấu quyết liệt đến từ hai đội huấn luyện viên để hoàn thành đội hình hoàn chỉnh từ các thí sinh. Với tinh thần là lịch sự và có văn hóa, không nên cắt ngang lời của một người đang nói như thế. Tuy nhiên nó không chọn bạn. Thí sinh, mình không có quyền đánh giá bất cứ thứ gì nào, nhưng mình cảm nhận riêng là không thuyết phục. Ai sẽ là người thắng thế trong những cuộc tranh đấu giành thí sinh về đội của mình? Và đâu sẽ là top thí sinh nổi bật chính thức được bước vào vòng trong của chương trình? Tất cả sẽ có trong tập 1 chương trình Mr. Việt Nam năm 2019.